Xin nhiệt liệt hoan nghênh chào mừng toàn thể quý vị khán thính giả có mặt trong trường quay cũng như quý vị khán giả đang xem qua màn ảnh nhỏ. Chào mừng quý vị các bạn đã đến với chương trình Ai là Tu Hú. Trước khi đến với chương trình, chúng ta dành ít phút quảng cáo cho nhà tài trợ. Trung tâm ứng dụng công nghệ hóa màu xin trân trọng giới thiệu một sản phẩm, đó là keo dính chuột. Ý lộn, đó là nước tương Long Hương Tamatang giải bách độc. Nước tương Long Hương Tamatang được sáng chế và pha trộn bởi một vị tà sư pháp danh là Tệ Hại, được ủ với quy trình tiên tiến hiện đại như truyền thống, quá trình lên men tự nhiên và kích thích bằng một số loại men vi sinh, vi nấm mốc, nguồn gốc không ai biết. Loại nước tương này được sản xuất khá công phu và cầu kỳ. Đầu tiên, đậu nành sẽ được đóng thùng vận chuyển sang sa mạc Sahara, cho lên men 3 năm trong cái nóng 50 độ C. Sau đó, vận chuyển sang Nam Cực để ủ lạnh trong nhiệt độ âm 90 độ C trong vòng 2 năm. Tổng thời gian ủ lên men lên đến 5 năm nên giá bán cao vút trên trời, mong mọi người tiêu dùng thông cảm. Trải qua quá trình nhiệt nóng hàng băng trong thời gian nhiều năm nên nước tương Long Hương Tamatang chỉ được phong hàng quyết nhiệt, giải được bách độc xuyên tâm. Sau đây xin mời quý vị và các bạn lắng nghe vị tà sư Tệ Hại chia sẻ về tác dụng của nước tương Long Hương Tamatang. Chúng ta có thể ngậm nước tương, uống nước tương giải độc ngay tại chỗ, ra đi rồi mà làm chuyện khác. Nước tương là nhanh nhất, nước tương nó ngấm rắn độc, khố độc, cái gì độc dính vào cơ thể sử dụng nước tương tamari là tuyệt vời nhất. Thành ra tôi coi nó giống như một cái loại thuốc, thuốc thần, đi đâu tôi cũng kè kè trong người, trên xe, trong giỏ tôi đều có đó. Chiếu một muỗng cà phê sẽ tỉnh, nước tương đúng của mình. Người ta có xỉu đừng có sợ, nếu mà mặn quá người kia nuốt không được thì chúng ta phải sắn dây để trên loãng rồi đổ muỗng cà phê nước tương cho người đó uống tỉnh liền. Tất cả những cái người bị xỉu, bị hay xỉu á thì chúng ta xử lý nước tương rất là nhanh. Trường hợp mệt thì sao, uống nước tương tamari với lại trà 3 năm nhanh hơn vô nước biển. Vừa rồi là những lời lẽ lừa bịp của tà sư Tệ Hại về nước tương Long Hương Tamatang. Với quy trình sản xuất nghiêm ngặt, sử dụng toàn lao động nam trong suốt quá trình lên men, chưng cắt và đóng chai, nên đảm bảo hương vị của sản phẩm toàn Long Hương nam, không bao giờ có Long Hương nữ lộn vào. Độ mặn của nước tương Long Hương Tamatang gấp nhiều lần so với muối nên có tác dụng lên tăng song với người cao huyết áp. Điều đặc biệt, sản phẩm có thể kết hợp với bột sắn dây để ăn thay cơm mà không cần ăn thêm bất kỳ thực phẩm nào khác. Chú ý, toàn bộ tác dụng công dụng giải độc là do tà sư Tệ Hại bịa đặt ra để quảng cáo lừa bịp chúng sinh, chứ chưa có bất kỳ một nghiên cứu chứng minh từ các nhà khoa học hay có bất cứ một kiểm duyệt công nhận nào từ cơ quan chức năng về sản phẩm. Những ai trúng độc, đặc biệt là bị rắn độc cắn, tốt nhất nên đi bệnh viện. Không nên tin vào lời tà sư Tệ Hại dùng nước tương để giải độc, kẻo sớm theo ông theo bà. Cộng đồng cẩn trọng khi mua và sử dụng sản phẩm, kẻo mang cục tức ấm ức vì bị lừa. Kính thưa quý vị, ở kỳ trước, người chơi của chương trình Ngài Thích Tệ Hại đã vượt qua câu hỏi số 4 với mốc điểm thưởng lên đến 20 chai. Hôm nay, Ngài Thích Tệ Hại đã quay lại để tiếp tục phiêu lưu cùng chương trình Ai là Tu Hú. Xin kính chào Ngài Thích Tệ Hại, rất vui khi gặp lại Ngài trong chương trình Ai là Tu Hú. Ở tập trước, Ngài chia sẻ về vấn đề uống sữa bò với nội dung bậy bạ thiếu chính xác. Như mang thai uống sữa bò thì đẻ con ra có thú tính, người uống sữa ăn thịt động vật thì thú tính ngày càng tăng. Những luận điệu như thế này của Ngài cứ tiếp tục diễn ra, tôi nghĩ không lâu sau thì Ngài có thể xây thêm vài căn chùa to đùng mà không cần mua gạch đá. Tại vì hôm qua khi chương trình này phát sóng thì không ít người đã ném gạch đá cho Thầy vì những lời giao giảng bậy bạ xàm xí vô căn cứ và khoảng khoa học. À mà tôi còn nghe đồn là Ngài nói rằng những bà mẹ có con trai mà ăn đồ ngọt có chứa đường và trái cây thì ảnh hưởng đến công danh sự nghiệp của con trai. Câu chuyện này thật hư như thế nào, mong Ngài Thích Tệ Hại chia sẻ cho mọi người được rõ ạ. Tôi mà gặp mấy bà mẹ đi cà lệch cà bệch gặp tôi, câu đầu tiên tôi hỏi là gì phải không? Bà có con trai không? Bà nói có. Tôi hỏi bà thương con trai bà không? Bà nói thương cái này. Hỏi con trai bà làm ăn sao, nó nói làm ăn rất rối, thầy không có thuận lợi chút nào. Hôm qua có ông bà cụ nào nó có đứa con đâu bên Úc về đó. Tôi nói là cũng tại bà ăn đồ ngọt trái cây quá trời cho mấy đứa con trai bà hư. Ủa chuyện gì lạ đời ta, bà mẹ ăn trái cây đồ ngọt nhiều mà con trai mình hư, câu chuyện này lạ đời ha. Mong Ngài Thích Tệ Hại giải thích thêm về vấn đề này. Bà kể là năm đứa con trai tới giờ phút này không có hàng nào nên thân hết, nó ngồi không để cho tiền nó ăn, mà tôi tới cái tuổi này tôi phải lo cho nó cả đời, thầy thấy tôi ức không?
Ủa, mới kể một đứa con làm ăn bên Úc đi về mà. Đó, Việt Kiều mà, Việt Kiều Úc mà quý vị. Giờ thì lại nói là con trai của bà đó ngồi không ăn. Cái này là bịa đặt không logic rồi. Tôi nói bạn trái cây nhiều hết. Nó từ mới gửi mình Úc có mấy cái thùng trái cây về thì ơi. Đấy, rõ ràng con bà làm ăn bên Úc còn có trái cây gửi về cho băng nữa mà chứ ngồi không ăn đâu. Mai mốt có bị đặt câu chuyện gì người ta hãy nghiên cứu nội dung cho kỹ để nói câu trước đá câu sau kỳ lắm thầy ơi. Tới giờ Úc này mang trái cây mà gửi từ Úc về là có gì ăn trái cây sành sỏi đến mức độ nào. Tính như vậy mấy con bà nó không tắt đường hết cho được. Kể từ giờ là một là trái cây, hai là đường, thứ ba là nước lạnh bà không được đụng tới nữa để bà cứu mấy con bà. Chứ thôi là bà tới nhóm mắt mà không bao giờ thấy được thằng con nào đàng hoàng nếu còn cái trường hợp ăn uống kiểu đó. Ý trời ơi, cái vụ gì lạ vậy? Người phụ nữ mà ăn trái cây, ăn đường và uống nước lạnh thì tắt đường làm ăn của con cái. Cái này lần đầu mới nghe luôn á sư phụ. Tôi lại sư phụ luôn sư phụ. Tôi không biết ai dạy cho ngài thích tệ hại và ngài học được ở đâu cái lý lẽ và cái lực nhân quả này. Phụ nữ ăn đường, ăn trái cây nhiều, uống nước lạnh nhiều thì sẽ tắt đường làm ăn của con cái. Thua. Cho nên bà mẹ nào mà thương con mình là đồ âm không được quyền rớ dừng lại để làm sao giữ được cái eo. Người nữ mà còn eo là đám con nó sẽ còn thành công. Cái quy luật, cái quy định gì đó lạ lùng như cả nhà. Phụ nữ thì không được ăn trái cây, ăn đồ ngọt và uống nước lạnh. Phải giữ cho có eo thì con cái mình mới làm ăn phát đạt. Một tay thầy tu giao giảng một lý lẽ vô căn cứ, phản khoa học và mang tính chất mê tín dị đoan nữa. Ở ngoài việc tu hành mà thầy này còn coi tướng số quý vị. Phụ nữ phải có eo thì con cái mình làm ăn mới được. Nhưng mà quý vị nhìn thực tế ngoài đời coi, những cái người mà giàu sang giàu có đó quý vị, thì người ta ăn uống rất là sang trọng, ăn đồ ngon, ăn đồ béo, ăn đồ bổ nên cơ thể người ta phát triển rất là mập mạp. Đó, rồi người ta có giàu không? Người ta vẫn giàu, con cái người ta vẫn giàu, nhưng mà thầy chùa này nói thì rất là phản khoa học, không có căn cứ. Trước mình nói về cái vụ âm dương, bởi vì âm dương nó từ sống cho tới chết, từ nam cho tới nữ nó có sự liên hệ với nhau, từ sống tới chết nó có sự liên hệ rất là rõ ràng với nhau, không thể nào mà phá hủy được cái quy luật này hết nữa. Cho nên người ta nói là muốn nhìn anh thành công hay không, tôi nhìn bà vợ. Cái gì kỳ cha, tu hành mới nhìn vợ anh ta. Và tôi sẽ lén lén nhìn mẹ anh. Nếu mẹ anh mà cái bụng thon thả và vợ anh cái bụng thon thả thì coi như sự nghiệp anh vững vàng. Đây là những lý lẽ vô căn cứ, phản khoa học của một thầy tu dốt nát. Bà Nguyễn Phương Hằng mà nghe ông nói kiểu này là bả chửi ông chết. Quý vị và các bạn thấy đó, trong xã hội thì có rất nhiều người thành công. Và vợ hoặc chồng của họ thì cũng có đủ kiểu người, mập, ốm, lùn cao, đủ kiểu, chứ đâu phải là chỉ có những người ốm hoặc người có eo là mới thành công đâu. Và quý vị thấy đó, trên bàn tiệc của những người thành công thì có rất nhiều loại trái cây sang trọng đó, nho, táo, bơm, lê, đủ thứ các trái cây mà thượng hạng không. Ấy thế mà ngài thích tệ hại bảo rằng là người phụ nữ ăn trái cây, ăn đồ ngọt là ảnh hưởng đến công danh sự nghiệp của con cái. Thì điều này là tôi mới nghe lần đầu trong đời luôn á. Tôi thấy những người thất bại mới không có tiền mua trái cây thượng hạng ăn thôi chứ. Những người người ta có tiền người ta còn ăn trái cây nhiều hơn nữa. Vừa rồi là ít phút giao lưu cùng với người chơi. Sau đây là thời gian để chúng ta bắt đầu đi tìm ai là tu hú. Ở kỳ trước, người chơi của chương trình Ngài Thích Tệ Hại đã vượt qua câu hỏi số 4 của chương trình. Tiếp tục chương trình, chúng ta cùng với người chơi Thích Tệ Hại đi đến với câu hỏi số 5. Câu hỏi số 5 dành cho Ngài Thích Tệ Hại có nội dung như sau. Nước tương Tamatang có thể để sử dụng trong thời gian bao lâu? Đáp án A 1 năm. Đáp án B 3 năm. Đáp án C 30 năm. Đáp án D 100 năm. Nếu như trả lời đúng câu hỏi số 5 này thì người chơi Thích Tệ Hại sẽ có thêm một quyền trợ giúp, đó là quyền đổi câu hỏi và đạt mốc điểm thưởng 30 chai. Xin mời người chơi của chương trình đưa ra đáp án trả lời cho câu hỏi số 5. Nước tương của chúng tôi quý vị có để 30 năm sau ăn nó càng lúc nó càng ngọt và càng thơm hơn. 30 năm là đáp án của người chơi, đó chính là đáp án C cho câu hỏi số 5. Sau đây, chương trình xin đưa ra đáp án đúng của câu hỏi số 5. Xin mời bộ phận kỹ thuật cho tôi biết đâu là đáp án đúng của câu hỏi số 5. Là C. Xin chúc mừng người chơi Thích Tệ Hại đã vượt qua câu hỏi số 5 với mốc điểm thưởng là 30 chai. Và ngài Thích Tệ Hại có thêm một quyền trợ giúp, đó là quyền đổi câu hỏi. Vâng, một lần nữa xin chúc mừng ngài.
Ngài Thích Tuệ Hại cho tôi biết nước tương của Ngài có bí quyết gì mà để được lâu như thế ạ? Có một số chùa ở miền Tây cũng có làm. Thì lúc đầu ăn được rồi để từ 3 năm trở lên bắt đầu nó đắng. Còn nước tương của chúng tôi quý vị có để 30 năm sau ăn nó càng lúc nó càng ngọt và càng thơm hơn. Tức là sau khi mà chúng ta đã bán vô chai rồi, quý vị được quyền để trong nhà của mình mấy chục năm sau cũng được. Càng lâu nó càng ngon. Tôi chưa thấy có một loại thực phẩm nào mà được Cục An toàn vệ sinh thực phẩm cấp chứng nhận bảo quản sử dụng trong 30 năm, trừ một số loại rượu mạnh. Cái thời gian sử dụng trong 30 năm của nước tương Tamatang này có lẽ là do Ngài Thích Tuệ Hại tự quy định, tự đặt ra, chứ làm gì có giấy chứng nhận nào từ Cục Vệ sinh An toàn thực phẩm. Ở các chùa làm như thế này nè, họ cũng nấu đậu, họ cũng trộn bột mì và họ bắt đầu họ bẻ lá nhãn. Họ đậy lên, xong họ đậy bao bố lên, 3 ngày sau meo nùi nùi. Quý vị tưởng tượng nha, meo chúng tôi nói là lên như cái lông măng của măng tre. Ủa, chùa của người ta làm mà sao Ngài Thích Tuệ Hại biết rõ vậy? Cái này Ngài đang nói chỗ của chùa khác hay là đang mô tả chính cái nơi mà sản xuất nước tương của mình vậy? Đừng có suy bụng ta ra bụng người nha. Thì như vậy bắt đầu tạp meo có nghĩa là dài hơn lông măng là đã tạp rồi. Mà trong hư không này tới hàng ngàn loại meo lận. Trong đó có nếu như mà dính meo ung thư thì quý vị nấu trên lửa 2000 độ nó vẫn không chết. Lần đầu tiên trong đời tôi nghe trong không khí có chứa meo ung thư cả nhà. Tôi chỉ nghe nói là trong không khí có chứa các loại bụi mịn có thể gây ung thư phổi thôi, chứ làm gì có loại meo nào mà gây ung thư nằm trong không khí. Nếu có loại meo đó chắc thế giới này mắc ung thư hết trơn rồi. Tôi thấy Ngài Thích Tệ Hại á, kiến thức thì có hạn nhưng mà thủ đoạn thì vô biên á. Buôn bán mà đi tăng bốc của hàng mình lên rồi dìm hàng người khác xuống, đó là thủ đoạn của những kẻ gian thương, dối trá, cạnh tranh không lành mạnh. Cho nên quý vị mà ăn trúng cái meo tạp của nước tương bên ngoài mà có cái meo ung thư trong đó thì không, quý vị không bao giờ tránh khỏi bệnh ung thư. Sau đó những người ăn chay cực kỳ nguy hiểm. Tôi nói hoài, tôi nói là nếu như không có nước tương tốt, quý vị cứ khuấy nước muối với nước sôi ăn đi cho đỡ, chứ còn nước tương bên ngoài kinh khủng lắm. Những lời chia sẻ của vị thầy tu Thích Tệ Hại này chứa rất nhiều ác ý cả nhà. Muốn đánh phá cả một cái quá trình sản xuất về cái ngành nghề làm nước tương truyền thống của xã hội ở Việt Nam ta. Theo tôi nghĩ thì những ông chủ hãng sản xuất nước tương và những ông giám đốc công ty mua bán nước tương mà nghe thầy Thích Tệ Hại chia sẻ như thế này chắc có lẽ là rất bức xúc và phẫn nộ với những lời chia sẻ xuyên tạc của Ngài Thích Tệ Hại. Tiếp tục chương trình là ít phút dành cho quảng cáo. Trung tâm ứng dụng công nghệ Chư Thiên, công ty trách nhiệm hữu hạn Thanh Lộc Trần Giang, địa chỉ số 18 đường Địa Ngục, phường Âm Phủ, quận Diêm Dương, thành phố Thiên Đình, Chư Thiên Quốc, vừa cho ra mắt một sản phẩm hiện đại tiên tiến và đầy tâm linh quyền ảo, là một sản phẩm chăm sóc tâm linh gọt rửa thân khẩu ý, loại bỏ tham sân si. Đó chính là dầu gội Nohe, chuyên dùng cho các ma tăng, xàm tăng, tục tăng, ác tăng, dân dân. Nói chung là dùng cho các tà tăng, tà sư làm hư đạo pháp. Sản phẩm được bào chế từ các nguyên liệu quý hiếm như sau: 30% bồ đề tâm, 20% từ bi hỷ xả, 10% nhân quả và 40% minh tuệ hương. Được chưng cất trong nồi cơm điện 9981 ngày, cho ra một sản phẩm đậm đặc, hoàn hảo, hương thơm ngào ngạt, lan tỏa đi khắp nơi, ra tặng thế giới. Sản phẩm của chúng tôi được sản xuất trên dây chuyền tâm linh hiện đại với các kỹ sư là các chư thiên đầu ngành dày dặn kinh nghiệm, đội ngũ nhân viên là các tiên đồng ngọc nữ với trình độ tay nghề cao và được đào tạo bài bản. Với slogan có Nohe khỏe re đầu chọc, sản phẩm mong muốn đem lại sự trong sạch sẽ cho các tăng ni, trong sáng cho đạo pháp, thanh lọc các tà sư tà tăng ra khỏi trần gian. Sản phẩm có hai loại, màu nâu dùng cho các tà tăng và màu xanh dùng cho các tà ni. Dầu gội Nohe chuyên dùng cho các xàm tăng, ma tăng, tục tăng với tác dụng thanh tẩy hồng trần, giảm dần tham sân si, xóa đi tà kiến, biến tà thành chánh, xa lánh thị phi, đi đường chánh đạo. Có Nohe khỏe re đầu chọc, thanh lọc ma tăng. Tiếp tục chương trình, chúng ta cùng với người chơi đi đến với câu hỏi số 6. Câu hỏi số 6 dành cho Ngài Thích Tệ Hại có nội dung như sau: ăn đồ cúng cô hồn bao lâu sẽ bị khùng? Đáp án A: 1 tuần. Đáp án B: 1 tháng. Đáp án C: 120 ngày. Đáp án D: không bị gì cả. Nếu như trả lời đúng câu hỏi số 6 thì Ngài Thích Tệ Hại sẽ đặt mốc điểm thưởng là 50 chai. Xin mời Ngài Thích Tệ Hại lựa chọn đáp án trả lời cho câu hỏi số 6 ạ.
120 ngày quý vị không khùng có quay lại đây tôi trả tiền cho. Như vậy là người chơi của chương trình đã chọn đáp án C, 120 ngày. Và tôi không biết ngài Thích Tệ Hại đã căn cứ vào đâu mà đưa ra con số 120 ngày. Nếu như người nào đó ăn đồ cúng cua hồn sẽ bị khùng. Tức là mỗi lần cúng cua hồn thì quý vị ăn cơm đó đi, ăn thức ăn đó đi, 120 ngày quý vị không khùng có quay lại đây tôi trả tiền cho. Nhưng mà khùng rồi là khỏi kiếm tôi được đi. Còn đâu biết tôi đâu kiếm. 120 ngày quý vị không khùng có quay lại đây tôi trả tiền cho. Nhưng mà khùng rồi là khỏi kiếm tôi được đi. Còn đâu biết tôi đâu kiếm. Tôi không biết ngài có dành đồ ăn với cu hồn không mà thấy có dấu hiệu đó nghe. Người chơi đã chọn đáp án C. Sau đây chương trình sẽ đưa ra đáp án đúng cho câu hỏi số 6. Xin mời bộ phận kỹ thuật cho tôi biết đâu là câu trả lời đúng của câu hỏi số 6. C là câu trả lời đúng. Xin chúc mừng ngài Thích Tệ Hại đã trả lời đúng câu hỏi số 6 và đạt bốc điểm thưởng là 50 chai. Tôi chưa thấy một người tu nào như ngài hết ma mị mê tín dị đoan. Đồ cúng mà không mang đem đi bỏ thì rất là lãng phí và tội lỗi. Xin mời ngài Thích Tệ Hại lóng tay lên nghe giải thích của một vị chân tu về vấn đề ăn đồ cúng nè. Đừng có sợ ăn đồ cúng cô hồn. Đây, ăn đồ cô hồn ngu thở nè. Chùa Pháp Hòa cúng linh cúng cơm mà bằng giống á, chiều đem xuống là mấy chén lúc chút là Pháp Hòa gom lại Hòa ăn, không ăn hết, vẫn bình tĩnh tới giờ này. Có nhiều vị nó ăn đồ vô hồn biết nó khờ á, khờ cỡ này chịu không? Có ăn mà bỏ mới tội. Đồ cúng mà không ăn là sao? Quá ra mình là cái đạo khác chứ không phải đạo Phật. Người ta mới nói là không ăn đồ cúng, rồi giờ mình cũng bắt chước nhau, mình không ăn đồ cúng. Ăn đồ cúng sợ khùng, sợ gì đó, khờ khờ. Thì hâm nóng chai biểu để nguội đâu. Mấy chục năm đám cưới còn hấp mà. Hy vọng là những lời chia sẻ của bậc chân tu vừa rồi thông não được cho thầy Thích Tệ Hại, để ngài Thích Tệ Hại không còn ma mị mê tín dị đoan mà dẫn dắt chúng sinh đi lầm đường lạc lối. Kính thưa quý vị và các bạn, tiếng chim kêu vừa rồi báo hiệu thời lượng chương trình đã hết. Phần thi của người chơi Thích Tệ Hại xin được tạm dừng ở đây, và phần thi này sẽ được tiếp tục trong chương trình kỳ tới. Phương Đức xin kính chào tạm biệt quý vị và các bạn. Trước khi rời khỏi chương trình, xin quý vị nán lại ít phút để ủng hộ cho nhà quảng cáo. Thuốc này công hiệu đại tài, thuốc này quả thật là thuốc tiên. Nó chỉ phá bệnh mà không kiên bệnh gì. Người lớn uống lần một hũ, con nít thì chia lại làm hai, nhỏ nữa thì chia lại làm ba. Uống vô một bụng mày cứt ra một quần. Vâng, đó chính là thần dược Địa Long Đan do Địa Long giáo chủ chế biến ra từ 100% nguyên liệu từ Địa Long nguyên chất, hay còn gọi là con trùng đất hoặc con giun đất. Sau đây chúng ta sẽ cùng nghe các tác dụng của Địa Long Đan từ những lời chia sẻ của Địa Long giáo chủ. Coi vậy chứ, trong trời đất cũng có một loại dược liệu chữa được hết. Là con Địa Long, con trùng. Nếu mà đã bị sốt siêu vi thì chỉ uống Địa Long một ngày hết. Nếu mà bị siêu vi B mình uống nửa năm hết. Mình nếu là bị HIV thì uống 1 năm 2 năm hết. Thì nó thật à? Không tin về uống thử. Mà ai bị HIV mà uống Địa Long 1 năm 2 năm vẫn chưa hết thì nếu mà còn sống thì tới chùa Vạn Phước bắt đền cái sư trụ trì ở đây nha. Ngoài những tác dụng giáo chủ vừa chia sẻ thì Địa Long còn trị được bệnh gì nữa không thưa giáo chủ? Cháu con 7 tháng tuổi bị bệnh tan máu bẩm sinh, đau ống triền miên, này dạng ung thư, cũng là một dạng ung thư máu. Mà tan máu, máu hồng cầu nó vỡ, nó không chuyển oxy đi được. Cái này bó tay, y học không chữa được. Cái này phải có thần dược mới chữa được. Cái này uống Địa Long cầm cự được. Uống Địa Long cầm cự được với
sám hối là do ngày xưa giết người nhiều quá, đời này bị bệnh tan máu. Uống địa long sám hối thêm. Vừa rồi là phần chia sẻ long bông của địa long giáo chủ về tác dụng của địa long đan. Thần dược địa long đan được giáo chủ chế biến từ việc sát hại những con dung đất được nuôi nhốt tại chùa, cho ăn ngày 4 bữa nên rất béo ú, mập tròn, rất tốt để làm dược liệu. Đặc biệt thuốc bán theo cơn, khi nào giáo chủ lên cơn mới lấy thuốc ra bán, hoặc khi có những cơn dịch bệnh thì giáo chủ sẽ đem thuốc ra để lừa gạt chúng sinh. Địa long đan đánh tan HIV, trị sốt siêu vi, trừ đi ung thư. Đặc biệt trong mùa dịch, địa long giáo chủ cùng một số đệ tử tung tin đồn địa long còn trị được cả bệnh Covid nên đã bị ăn phạt và bị giáo hội xử lý về tội sát sinh. Tác dụng của địa long đan được giáo chủ quảng cáo là như vậy, nhưng phương thuốc này tới nay chưa được kiểm chứng. Chưa có một tổ chức khoa học nào xác nhận hay kết luận về những tác dụng trị bệnh như một thần dược. Những tác dụng vừa nói ở trên có lẽ là do địa long giáo chủ tự bịa ra, cho nên người người nhà nhà cẩn trọng khi sử dụng, không nên sử dụng khi chưa được sự khuyến cáo của bác sĩ.